Dạ vâng, Lê Trung xin kính chào toàn thể quý ông bà, cô chú và anh chị. Đầu video thì cũng cho phép Lê Trung xin kính chúc cho toàn thể quý ông bà, cô chú, anh chị của mình có thật nhiều sức khỏe và thật nhiều bình an. Thì quý ông bà, cô chú, anh chị ơi, để tiếp nối với những cái video mà Lê Trung chia sẻ đến quý ông bà, cô chú, anh chị của mình về những cái câu chuyện tâm linh, về những cái căn nhà quan, về những cái khu rừng, về những cái khu nghĩa địa có vong linh, phong quỷ, yêu quái, yêu tinh đang trú ẩn để tu luyện đó cả nhà. Thì ngày hôm nay Lê Trung lại tiếp tục chia sẻ đến quý ông bà, cô chú, anh chị của mình thêm một cái video nữa. Thì ở trong cái video ngày hôm nay Lê Trung lại tiếp tục quay trở lại cái khu rừng Bạch Đàn này cả nhà. Cái khu rừng Bạch Đàn này thì Lê Trung cũng đã đến 3-4 lần gì rồi. Thì có lần thì Lê Trung đến cũng có gặp vong linh và cũng đã giúp cho họ đi về chùa, về núi để họ tu. Cũng có lần thì Lê Trung đến đây thì cũng không có gặp đó nha. Nhưng mà theo như Lê Trung được nghe các cái vị vong linh mà Lê Trung đã giúp á, kể thì ở trong đây cũng có rất là nhiều vong quỷ hay về đây để trú ngụ nè. Mà chắc là do là mình chưa đủ duyên với họ, cho nên là có lần thì Lê Trung đến gặp, còn có lần thì cũng không có gặp. Tại vì cái khu này nó ở một cái vị trí nó cũng khá là xấu cả nhà. Nó ở trong đây thì như cái nhà mình thấy nè, cây cối thôi, không có cái gì hết á. Cho nên là quỷ nó ở trong đây nó chỉ ở trú ngụ thôi, chứ nó không có cái gì để ăn. Cho nên là cái nhóm quỷ trong đây nè thường hay đi ra ngoài để mà tìm đồ ăn. Có lúc thì Lê Trung đến thì có một vài vong quỷ đi về đây để mà trú ngụ nghỉ ngơi đó cả nhà. Kiểu như là trong một thời gian lang bạc vất vả vất vưởng khắp nơi để tìm đồ ăn đó, thì quay trở về đây nghỉ ngơi một hai ngày rồi lại tiếp tục đi tìm đồ ăn. Thì cả nhà mình cũng biết rồi, đối với các cái vong linh, vong quỷ thì họ rất là khó để tìm được cái ăn. Tại vì ở trên cái cõi ta bà của chúng ta hiện nay á, hầu như là không, rất là ít người tin là có ma, có quỷ, có thần linh, có Phật thầy. Cho nên á, là cái việc mà để cúng kiến cho các cái vong linh nè, rồi vong quỷ nè, có được những cái phần ăn á, thì rất là hiếm. Đó, chỉ những người nào họ đã từng nhìn thấy, hoặc là họ có học qua đạo thuật, họ có học qua Phật pháp, thì họ tin về vong linh nè, thần linh, ma quỷ, thì họ mới có, họ làm cái việc gì đó thì họ cũng cúng. Đôi khi thì người ta tin thì tin, nhưng mà người ta cũng không có cúng thường nữa đó nha. Chỉ những người làm ăn hoặc là những người nào cần cái việc gì đó thì mới cúng cho các cái vị thần, các cái vị vong linh, vong quỷ để với cái mục đích là giúp cho họ một cái việc gì đó. Chứ còn mà không có ai mà tự dưng đi cúng cho vong linh, vong quỷ đâu cả nha. Chỉ có những anh em trong đạo thuật có được cái ý nguyện là muốn giúp đỡ cho vong linh, vong quỷ thì họ mới cúng kiến thôi. Còn bình thường ra thì cũng chả ai để ý tới đâu, cũng không quan tâm. Cái vấn đề về ma quỷ cũng rất là ít người quan tâm đến. Họ đói, họ khát, họ vất vưởng như thế nào đó thì kệ họ. Tại vì thứ nhất là do cái sự lòng ích kỷ của con người mình. Thứ hai nữa là cái việc mà ma quỷ thì khi mà có một người tin, đi đồng ý là có một người tin, nhưng mà cái người kế bên á thì thấy cái người này tin cúng kiến đồ này kia, là bắt đầu đi nói người ta, soi mói người ta cái này cái kia, thì khiến cho cái người tin đó dần dần thì họ cũng không có dám bày tỏ ra quá nhiều về cái phần tin tưởng tâm linh. Vì vậy thì cái việc mà vong linh được cúng kiến đồ này kia thì cũng rất là hiếm cả nha. Bởi vì đa số cả nhà mình thấy những cái vong linh mà Lê Trung giúp nhiều khi 2 tháng, 3 tháng, rồi thậm chí là có vong là cả năm trời chỉ ăn được một vài lần thôi. Rất là đói khổ. Chúng ta thì nhiều khi á, cái ăn của chúng ta nó dư dả, ăn không hết, đem đổ bỏ, chứ thôi mà nói về để mà cúng cho vong linh một cái bánh, một cái trái cây gì đó
thì rất là kỳ thị luôn. Thà đem bánh đem đổ bỏ, thà đem cơm nước đem đổ bỏ để cho hư cho thúi, chứ nên khi mà nghe nói cúng cho vong linh đồ ăn á, nó bắt đầu kỳ thị, bắt đầu là nói này nói nọ đó. Cho nên là dần dần thì cái việc mà cúng kiến cho vong linh đồ này kia nó cũng hiếm đi, rất là ít. Không biết là bữa nay mình có duyên với vị nào không, mà sao nãy giờ đi chung đi khá là lâu rồi mà chưa thấy được cái vị nào hết trơn. Kỳ vậy. Lẽ bữa nay không, bữa nay là đi không về nữa sao? Chắc bữa nay mình chưa đủ duyên với vị nào rồi cả nhà. Thôi bây giờ Lê Trung để Lê Trung tìm một cái vị trí nào đó, Lê Trung đặt đại một cái bàn thức coi, xem là họ có ra dạng dùng không. Tại vì nhiều khi họ thấy mình họ cũng không dám ra, vì cũng đâu có biết ai tốt ai xấu đâu. Rồi có thật sự là muốn giúp đỡ cho họ hay không, hay là như thế nào đó, nó cũng có rất là nhiều cái. Ok đi, để Lê Trung đặt thử một cái bàn thức cúng đi. Rồi họ thấy họ có ra dùng không. Nói chung thì một phần lễ của mình cúng thì nó cũng không có bao nhiêu tiền. Mình cúng xong đi rồi coi họ có ra dùng thì mình sẽ giúp cho họ tiếp theo. Giúp về chùa, về núi để họ tu. Còn họ không ra thì thôi, chứ biết sao vậy. Nhiều khi là mình chưa đủ duyên để giúp cho người ta. Hôm nay thì Lê Trung cũng chỉ mua được ít trái cây cả nhà. Với Lê Trung có đem theo một phần cơm. Cơm thì cũng cơm chay với thịt ba lát chiên thôi. Hôm nay Lê Trung mua được hai cái cam lớn này với một cái cam nhỏ. Bữa nay không có mua bánh luôn. Hết lúa. Riết là làm riết lãnh lương tháng có 2 triệu mấy 3 triệu bạc, chết rồi. Thua. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đất Đai Thiên Trạch Thần Hoàng Bổn Cảnh Thổ Thần Thổ Địa Cục Thổ nơi đây. Thì ngày hôm nay đó, con đến đây thì cũng có cái ý nguyện là muốn được trợ duyên cho các cái vị vong linh đang trú ngụ trên cục thổ của các ngài các ông đó. Thì con cũng mong các ngài các ông hoan hỷ cho các cái vong linh đang trú ngụ trên cục thổ của các ngài các ông ra đây để nhận hưởng những cái phần lễ mà ngày hôm nay con mang tới đây. Con cũng chỉ mong muốn là được giúp đỡ cho họ được một bữa ăn để giúp cho họ được no lòng ấm dạ, rồi sau đó thì con cũng xin được nhờ thần lực của các ngài các ông đó để giúp cho các vị vong linh, vong quỷ, yêu quái, yêu tinh gì đó đang trú ngụ trên cục thổ của các ngài các ông đó có thể được đi về chùa để mà tu hiền tu lành, để hồi hướng theo Phật pháp, để mà tu tâm dưỡng tính của mình, để có thể sớm được chuyển kiếp luân hồi trở thành một cái kiếp người. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Không biết cái này ai cúng đây ta. Người đem đồ ăn tới nè. Sao mà nhìn ngon quá vậy? Trái cây nữa, ngon quá. Con nhang rồi có nước nữa kìa. Thôi để mình ngửi mùi nhang cái này. Để mình coi coi cơm này cơm gì đây. Cơm ngon cũng ghê luôn á.
Thank you.
Dạ, xin chào. Chào anh. Ồ. Rồi, dông ở trong cái khu rừng này lâu chưa? Tôi ở đây cũng được năm rồi. Ờ, rồi nãy giờ là dông ở đâu mà sao tôi vô đi tìm lâu quá mà không thấy? Tôi đi kiếm đồ ăn nhưng mà không có, rồi tôi mới đi về trở lại đây nè. Ờ, rồi dông về đây có một mình hả, là còn dông nào nữa không? Có một mình tôi về hả. Ồ, rồi đi tìm bao lâu rồi mà không có đồ ăn? Đi kiếm nơi 3 ngày rồi. Ờ, rồi cứ tủa ra nhau ra đi vậy rồi tìm không có, rồi lâu lâu cái về đây nghỉ ngơi vậy đó hả? Đúng vậy đó. Ờ, rồi thường thì dông đi tìm đồ ăn ở đâu? Tôi đi lại mấy cái chỗ ngã ba ngã tư rồi đó. Ồ, rồi đi 3 ngày rồi không có miếng vàng hết trơn luôn. Đúng vậy, tôi đi xa lắm rồi, khó rồi tôi mới đi về đây nè. Ờ, rồi thường thì một tháng vậy là mình tìm được bao nhiêu, ăn được bao nhiêu lần? Một tháng ăn dữ giỏi lắm, chừng được 2 lần à. Ờ, một tháng chừng 2 lần thôi. Rồi ăn cái đó thường thường mình tìm được là những cái đó là những cái món gì? Người ta cúng trái cây với lại tôm với lại thịt luộc không à. Ờ, chứ đâu có cơm chay đồ này kia ha. Không. Ừ. Rồi dông nói dông ở đây được 1 năm rồi, dông tên gì? Tôi tên Nhung. Tên Nhung hả? Rồi dông mất lúc bao nhiêu tuổi? Tôi mất lúc 26 tuổi. Ừ. Rồi dông mất cách đây lâu chưa? Cách đây cũng chục năm rồi. Ờ. Rồi sao mà dông, cái lý do nào mà khiến cho dông mất rồi dông lại dắt dưỡng lang thang khắp nơi như thế này, rồi có sự tình nó xảy ra như thế nào, rồi dông có thể là kể tôi nghe được không? Tôi bị cái ông kia kìa, ông lấy giật cái dây, ông xiết cổ tôi rồi tôi ngộp thở tôi chết luôn. Ồ, rồi sao mà tự nhiên mình có hận thù hay là mình có làm cái điều gì mà khiến cho ông ta thù hằn tới nỗi mà dùng dây xiết cổ như dữ vậy? Cũng tại tôi. Tại ông là như thế nào? Tôi tống tiền ông á. Trời Phật ơi, sao mà tự nhiên mình lại đi tống tiền người ta chứ vậy? Tôi tính kiếm số tiền để tôi với người yêu của tôi á thì về quê. Trời ơi, bằng cộng sanh đạo tặc hả? Sao ông kỳ vậy? Sao mà mình không có đi làm cái chuyện gì để mình kiếm tiền, tự nhiên mình bày chi ra cái chuyện mình đi tống tiền người ta rồi để cho người ta giết cho trời hả? Có đi làm nhưng mà tiền ít lắm. Rồi cái câu chuyện mà dông tống tiền người ta đó, rồi giờ dông tống kiểu sao, dông kể rõ ràng tôi nghe coi. Tôi ở dưới quê. Ừ. Rồi tôi đi lên trên Đồng Nai đó. Tôi làm công ty. Ừ. Rồi tôi quen được cái người đó đó. Tôi với anh đó quen cũng có 2 năm nhá. Ừ. Rồi mấy là quyết định sống với nhau. Rồi lúc mà chưa có về sống chung á thì là đâu có biết về cái người của ảnh đâu. Mà tới lúc sống chung về rồi em mới biết á, ảnh hút thuốc bề đề với lại ảnh mê cá độ đá banh lắm. Là cái anh người yêu của cô hả? Đúng vậy. Tôi thì tôi làm công nhân, của ảnh thì ảnh cũng làm công nhân. Nhưng mà em biết rồi, lương công nhân có 3 cọc 3 đồng à. Ừ. Tiết kiệm dữ lắm rồi mới dư được chút đỉnh thôi. Còn nếu mà ăn xài thả ra luôn á là không có tiền bù vô nữa. Ừ. Tôi á, ở với ảnh á được mà đâu có năm rồi á. Ừ. Rồi tôi mới có bầu. Nhưng mà
tôi không có hay, mấy tháng đầu tôi không có hay, tại tôi không có ăn ngán. Ừ. Hai tháng đầu tôi đâu có ăn ngán đâu mà tôi biết. Ừ. Rồi, tới cái lúc mà hai tháng mấy là lúc đó tôi mới bị hơi hơi rồi tôi mới đi khám. Ừ. À, lúc đó là tôi đã biết tôi mang bầu rồi, lúc đó tôi cũng hoang mang lắm. Thì lúc đó là cái thai là được 2 tháng mấy đó hả? Đúng vậy. Ờ. Ủa, tôi về tôi mới nói cho người yêu của tôi á. Ừ. Mà nói cho anh nghe, tưởng đâu anh mừng á, mà anh nói á, trời ơi giờ chưa có tiền có bạc gì hết trơn mà sao để có bầu chi vậy? Ừ. Rồi anh cũng la mắng tôi nói tại anh không á, chứ tại tôi đâu. Ừ. Rồi anh mới thật nhớ lại á, anh nói á, bây giờ không có tiền á thì giờ mình xài cái chiêu này đi, chứ giờ á anh lỡ như ghim vô con đường mà đề đớm với lại cái độ đá banh rồi là không có cần tiền đâu, có ai kêu anh chơi gì. Hồi lúc anh quen tôi á vậy, tôi tưởng luôn là anh đàng hoàng mà. Rồi cái lúc đó tôi nói với anh á, đừng có chơi nữa, nghỉ đi, đừng có chơi nữa, bỏ đi, sau này có con rồi thì có tiền để nuôi con chứ, ăn xài quá rồi, phung phí kiểu đó thì có tiền đâu mà nuôi con. Ừ. Rồi anh nói với tôi á, là thấy tôi á nói chuyện thân với lại mà cái chú đó đó. Ừ. Cũng ở gần nhà trọ của tôi vậy đó, mà cái chú đó thì cũng vợ mất rồi nhưng mà con cái thì cũng đã gả cưới hết rồi. Ừ. Cái chú đó hồi đó hả cũng thích tôi. Ừ. Nhưng mà tôi thấy chú lớn tuổi quá rồi tôi không có chấp nhận. Ừ. Chấp nhận cái người yêu của tôi đó. Ừ. Rồi anh người yêu của tôi nói á, bây giờ cái bầu nó đỡ như vậy rồi thì bây giờ mình để mình hiến kế này nè, coi các em chịu được ấy được không, được thì mình hốt một số tiền để mình về quê mình làm lụng rồi mình lập nghiệp rồi cũng được. Ừ. Lúc đó thì tôi yêu quá rồi, giống như là tôi mù quáng vậy đó. Nói anh nói gì tôi cũng nghe hết trơn. Ừ. Anh nói với tôi là dụ cái ông chú đó đi. Ừ. Để mà tống tiền ổng. Tôi nói ví dụ dụ bằng cách nào sao mà dụ được mà dụ. Nói bây giờ thì tiếp cận ổng á, giả bộ thân mật với ổng đồ này kia vậy đó, rồi cứ tới nhà ổng đồ đó. Tuy là anh có cách anh chỉ cho em nữa. Ừ. Rồi lúc đó biết sao mà tôi ngu muội lắm, tôi nghe lê theo lời ảnh vậy đó, tôi tiếp cận ông chú đó đó. Một tuần á tôi làm được mấy ngày, cái còn ngày á tôi nhật nghỉ á tôi tới nhà của ổng á. Ừ. Mà con cái ổng á thì ra riêng hết rồi, mạnh ai nó đi làm vậy đó. Ừ. Chỉ có mình ổng ở nhà. Tôi mới làm liều tôi tới nhà ổng, rồi ổng cũng rủ tôi ăn cơm ăn nước đồ này kia vậy đó. Ừ. Rồi tôi cũng làm y chang mà cái lời của người yêu tôi chỉ như vậy vậy đó. Là anh người yêu chỉ cô làm sao? Chỉ tôi là tiếp cận ổng đi, rồi á nếu mà con cái của ổng không có nhà thì ở với ổng tới sáng luôn đi hả, về lúc đó thì để mình mà có cớ để bắt ổng. À, tức là anh người yêu của cô á là kêu cô là dùng cái mỹ nhân kế để mà dụ dỗ cái ông chú đó đúng không? Đúng vậy. Trời ơi. Rồi ổng thì ổng thương tôi cho nên ổng không nghĩ gì hết trơn á. Ừ. Rồi tôi mới ở với anh lợi với ổng ngủ tới sáng tôi mới về. Rồi cái qua tuần sau cũng vậy nữa, lần thứ hai đó đó. Rồi tôi mới
ở nhà ổng, tôi không ở với ổng, rồi tới sáng rồi tôi mới về. Ừ. Rồi tới qua cái tuần thứ ba là tôi cũng làm y chang vậy á. Ừ. Rồi. Khoảng một tháng sau á, tôi tới nhà ổng, tôi giả bộ tôi một tháng mấy, gần hai tháng nữa. Ừ. Tôi mới tới nhà ổng, tôi giả bộ ống nghiến luôn. Tôi giả bộ ống nghiến trước mặt ổng gì đó. Ừ. Người đó, ổng mới nghi nghi, ổng nói, ổng mới hỏi tôi, nói bộ có bầu hay gì mà ống nghiến vậy. Ừ. Tại ổng lúc trước ổng có vợ, ổng cũng không biết gì đó. Ừ. Rồi tôi mới nói là chú ơi, con lỡ có bầu chú rồi. Ừ. Chú làm sao làm đi nha, con không biết đâu đó. Ừ. Rồi lúc đó mà ổng mới phá quả lên, ổng cũng rối rít dữ lắm. Ừ. Ổng cũng nói là đừng có nói cho con không biết, nói chú làm sao làm chứ chú phải chịu trách nhiệm với cái bầu này đó. Ừ. Nếu không á thì con sẽ nói cho mấy người con của chú biết đó. Ổng mới nói là đừng có la, để im điềm đi, sanh ra đi rồi ổng nuôi. Ừ. Tôi cũng nghe lời ổng vậy đó. Rồi á, lúc đó hả, thì ổng đã dính vô cái chồng của tôi nó đặt ra rồi. Ừ. Rồi lúc đó hả, người yêu của tôi nói bây giờ á, thì á, nói với ổng chịu trách nhiệm đi, nếu không á, thì á, cho á, dòng họ không biết, rồi cho con cái của ổng biết luôn. Còn nếu mà ổng muốn im á thì á, kêu ổng tròn số tiền lớn đi để anh với em đi về quê lập nghiệp làm ăn. Ừ. Rồi lúc đó tôi cũng nghe theo. Ừ. Tôi cũng nói với ổng vậy đó. Nếu mà ổng mà không chịu trách nhiệm á, không làm cha được cái bé á thì á, tôi sẽ cho hàng xóm biết, lại dòng họ bà con của chú biết, lại cho con cái của chú biết nữa đó. Ừ. Nói vậy bây giờ á, thì con muốn gì? Nói bây giờ con muốn một số tiền. Đó, 100 triệu đó. Ừ. Rồi á, mới đầu ổng đâu có chịu đâu. Ổng nặng nặc á, nói á, bây giờ á, sanh ra đi ổng nuôi. Ừ. Ổng chấp nhận ổng nuôi. Chứ ổng không có đưa tiền. Rồi phút sau á, thấy tôi làm quá á, rồi ổng mới nói á, được, chú sẽ cho con số tiền nhưng mà giao tiền á, ở chỗ khác chứ không phải ở nhà chú này nha. Ừ. Rồi tôi mới nói được. Rồi sau bữa sau ổng mới hẹn tôi á, là đi vô cái nhà quan á, ổng mới giao tiền. Ừ. À, lúc đó người yêu của tôi á, mắc công chuyện không có đi được, chỉ có mình tôi đi à. Tôi mới tới cái nhà quan đó là tôi mới thấy ổng chồng á. Ừ. Rồi tôi mới đi vô, tôi mới hỏi chú hẹn con ở đây giao tiền, bây giờ con tới gì nè, chú giao tiền đi. Ừ. Rồi lúc đó hả, ổng nói là tiền á, chú chạy không có, bây giờ có mấy chục triệu mà bây giờ con lấy đỡ đi, nếu không thì không có đâu. Ừ. Lúc đó tôi cũng tức dữ lắm, nó tại sao chú nói là đi ra đây chú giao tiền mà bây giờ mà có nhiêu đây vậy, không hả tôi sẽ nói với con cái chú đó cho chú biết đó. Ừ. Ông móc mấy chục triệu ra ông đưa tôi mà tôi không có lấy. Ừ. Còn nói bây giờ đủ số tiền đó thì con mới lấy, còn không á thì con về con nói cho người nhà của chú biết á. Ừ. Lúc đó hả, tôi vừa quay đi á, không biết làm sao mà ổng thủ sẵn dây hồi nào á, ổng á quất cái cọng dây vô cần cổ của tôi á. Ừ. Ổng xiết. Lúc đó hả, tôi ngộp thở, hai cái tay tôi chụp cái cọng dây á, rồi tôi năn nỉ, tôi van xin ổng tha cho tôi á. Mà ổng nói, mày dám tống tiền tao hả, mày ngon rồi, tao giết mày nè, tao giết mày cho mày chết luôn nè. Ừ.
rồi á, không giết tôi, không xiết con dây á rồi tôi mà ngợp thở tôi chết luôn. Ồ. Thì cũng cũng tại vì cái lòng tham nữa nè, cho nên là bây giờ là mới trở thành là cái hồng mai dắt dưỡng vậy nè. Bởi thiệt tình chứ. Vậy rồi sau khi mà cô mất rồi, ông chú đó ông có bị pháp luật trừng trị không? Cô có biết được không? Lúc mà tôi mất, cái hồn phách của tôi á, nó bay đi chứ không có ở đó, cho nên là tôi không có biết được. Là không biết được là ông chú đó có bị pháp luật trừng trị chưa nữa hả? Đúng rồi. Mà ông chú lúc đó là bao nhiêu tuổi rồi? Không có lúc đó nữa, 61 tuổi. Ừ. Vậy cô thấy chưa? Tại vì cái lòng tham của mình đó, cái lòng tham của cô nó hại cô rồi đó. Đấy, chứ không có ai hại cô đâu. Đúng ra lúc thời điểm lúc đó cô phát hiện được anh bồ của cô là nó anh ăn chơi trác táng như vậy thì tôi nghĩ là cô nên chia tay đi là vừa. Để mà cô là tìm một cái hạnh phúc khác. Cái gì đâu mà đàn ông mà không lo cho sự nghiệp, không lo cho là cái tương lai của mình, mà đàn ông gì mà đi chơi bời rồi số đề rồi cái gì rồi cá độ đá banh nữa hả, chơi cái kiểu đó rồi tiền đâu mà chơi chịu cho nổi, tiền tỷ gì cũng hết, núi về tiền núi gì cũng hết nữa chứ. Rồi là khi mà phát hiện là cô có thai rồi là bài hiến kế cho cô những cái kế tào lao mới lao gì đi là hiến cái kế gì vì đời đi dụ dỗ ông già rồi là dùng mỹ nhân kế để mà hại ông già, rồi cuối cùng lại là tính dùng mỹ nhân kế để mà tống tiền ông già, rút cục là bị ông già ông giết lại luôn. Vừa tội chưa? Cũng tại tôi không à, tôi yêu đương mù quáng, tôi không nghĩ gì hết trơn, cho nên mới xảy ra cái sự vậy. Bởi thiệt tình tôi nói nhiều cái tôi không biết nói gì sao luôn. Đó. Rồi khi mà chết xuống rồi mới bắt đầu mới oán hận chú đó, rồi mới không chịu đi siêu thoát đúng không? Phải rồi. Đó. Cô cũng bậy nữa, đã cô là cái người sai trước, mà bây giờ là cô đi hận người ta, đó. Bây giờ là cô sai mà ông chú đó ông cũng sai, ông sai ở chỗ là ông không có ông là ông cũng vì cái dục vọng. Cho nên là ông vướng vào cái bẫy của cô, rút cuộc là ông lại giết người. Mà cô là cô lại vì cái đồng tiền mà đi cô lại đi mà đi dụ dỗ một ông già. Đó giờ nó rút cuộc rồi không có ai được mà thoải mái hết, không ai được sung sướng hết. Ông chú thì bây giờ nó đi giết người kiểu đó thì chắc chắn rồi ông cũng bị pháp luật trừng trị rồi. Còn cô bây giờ cô thành hồn ma, bây giờ cô không chịu đi, không chịu đi, không có nhận ra được cái lỗi lầm của mình, không chịu đi siêu thoát, cũng dắt dưỡng đi biết bao nhiêu lâu rồi. Rồi bây giờ là cứ dắt dưỡng về hoài luôn, rồi để chịu cái cực cái khổ vậy thôi, chứ đâu có chịu là muốn được sung sướng hả, muốn được chuyển kiếp rồi này kia hả. Nghĩ tới cái chuyện đó lắm đó, nhưng mà tôi đâu có biết chuyển kiếp là ở đâu đâu. Bây giờ chuyển kiếp thì bây giờ cô phải buông bỏ hết cái thù hận, cái uất hận của mình đối với ông chú đó mới được, cô mới chuyển kiếp được. Còn bây giờ cô đã làm sai rồi mà cô còn đi uất hận người ta, rồi cô giữ cái bản ngã của mình, cô là không chịu tu hành, không chịu tu hiền tu lành đó, rồi để tích phước đất phước đức rồi để mà chuyển kiếp. Mình đã sai một lần rồi thì bây giờ mình phải biết tìm cách nào đó để mình sửa chữa chứ. Lúc mất tới giờ tôi chỉ quán hận thôi chứ tôi có biết là tu lành tu gì đâu. Thì đó, thì bây giờ là cô không biết, nhưng mà ngày hôm nay cũng là tôi đến đây thì cũng may mắn là tôi với cô cũng có duyên với nhau đó, thì giờ tôi muốn giúp cho cô giải bỏ nghiệp quán của mình. Cô hãy buông bỏ hết đi rồi để mà còn tu hiền tu lành nữa. Tôi đưa cho cô về chùa để tu hiền tu lành. Chứ bây giờ tôi nói bây giờ cô ôm giữ quốc hận sao được. Bây giờ thứ nhất nè, cô đã làm sai nè, cô là gì u mê gì u muội gì cái tình yêu của sắc dục của cô. Đó rồi cô đi làm cái điều sai quấy đối với một người khác. Đó. Rồi cô gián tiếp
cô gián tiếp cô tạo cho người ta cái cơ hội để mà người ta là làm sai nữa đó. Tuy rằng cái ông chú là ông giết cô là ông sai, nhưng mà cái sự việc mà xảy ra đó là cũng do cô ép ông ta. Bây giờ thì mình đã sai hoàn toàn như vậy rồi, thì bây giờ mình phải buông bỏ hết tất cả những uất hận của mình đó, để mà mình đi về chùa núi để mà mình tu hành, mình sửa sai của mình đó. Chứ bây giờ cô là cô làm sai mà cô còn ôm giữ cái uất hận, cô hận thù ông chú đó, rồi cô không chịu đi siêu thoát, không chịu đi tu, rồi cô muốn ở trên cái cõi ta bà này theo cái kiểu là vất vưởng lang thang đói khát là lẹo khắp nơi như vậy hả? Nhiều lần tôi cũng nghĩ tới chuyện đó luôn á, nhưng mà tôi đâu có biết đi làm sao, đâu có ai đâu giúp đỡ tôi mà đi. Thì đó, tôi dắt dưỡng hoài vậy đó. Thì đó, bây giờ ngày hôm nay này, tôi cũng lên tiếng rồi, tôi cũng nói là cô phải buông bỏ hết đi, cô chấp nhận cô về chùa, về núi thì để tu đi, tôi sẽ giúp cho cô. Sao? Chỉ là tôi chấp nhận tôi buông bỏ là nên giúp được tôi đó hả? Ừ. Tôi đến đây thì chỉ chủ yếu là được muốn giúp đỡ cho cô thôi, chứ tôi đâu có rảnh đâu. Tự nhiên tôi đến đây tôi cúng xong tôi đi về, đúng không? Đến đây thì chỉ muốn là tìm kiếm những cái vị vong linh hữu duyên đang còn vất vưởng lang thang trên cái cõi ta bà này để mà trả nghiệp đó, giúp cho một phần cho các vị buông bỏ được cái thù hằn, cái uất hận của mình đó, rồi giúp cho các vị một phần để các vị có thể là hồi hướng theo Phật pháp để mà tu tập. Đó, chứ giờ các vị thấy ở trên cái cõi ta bà này, giờ các vị như cô nè, cô tuy rằng cô ở trong đây thì nó cũng yên ngắn đó, không có người nhiều người biết đến đó, rồi cô thấy ở thì có yên ngắn đó, nhưng mà mưa gió rồi làm sao, sét đánh rồi làm sao đó, rồi cái ăn làm sao, như cô nãy cô nói đó, nhiều khi là một tháng cô ăn có được một hai lần đó, thì cô thấy nó khổ sở như thế nào? Khổ lắm, tôi ở cái cổ nhà tôi khổ dữ dằn lắm. Thì đã mình khổ như vậy rồi thì bây giờ mình phải biết cái đường để mình tu hiền tu lành, tu dưỡng cái đạo đức mình để mà mình giải bỏ đi tất cả những cái nghiệp quán của mình, chứ bây giờ đã mình thấy khổ như vậy rồi mình còn không biết tu nữa. Hồi lúc còn sống mình chưa tu kịp thì bây giờ mình mất rồi mình bắt đầu mình tu cũng vừa đó. Phật pháp không bao giờ là trễ và Phật pháp không bao giờ mà buông bỏ ai hết. Quan trọng là cái người mà cái người đối diện với cái Phật pháp đó là có muốn để mà tu hiền tu lành, muốn là hồi hướng theo Phật pháp hay không thôi. Thì giờ sao, giờ có muốn được tu hiền tu lành không, để tôi giúp cho. Muốn tôi chấp nhận, tôi buông bỏ hết, tôi không còn thù hằn gì nữa, để mà cho nay tôi gặp được anh giúp đỡ cho tôi được đi về chùa về núi để tôi tu được. Vậy là giờ chắc chắn là muốn đi đúng không? Đúng. Rồi thì nếu mà muốn đi thì bây giờ chắp tay lên đi, rồi niệm với tôi 6 chữ Nam Mô Di Đà Phật để tôi đưa về chùa để tu. Vì đó là ráng nghe các sư các thầy ta thuyết pháp giảng kinh đó, ta chỉ đường dẫn lối cho mình đó. Rồi mình tu, ráng tu Phật, tu pháp, rồi ráng học thêm cái luật nhân quả, cái đạo lý lẽ sống để mà mình có chuyển kiếp được á, thì mình đó, thực hiện theo những cái đó. Mình đừng có u mê nữa, mình đừng có du minh nữa. Mình u mê quá nó cũng dở lắm, nó không có được cái gì ra á. Rồi mình vô minh, mình không hiểu được cái gì hết thì nó cũng dở nữa. Mình phải biết cái chút chút, mình phải tin là có thần, có Phật. Nói như giờ cô mất rồi đó, cô thấy không? Cô giấc giả, giấc dưỡng. Rồi còn đó là trên cõi ta bà này biết bao nhiêu ma quỷ cũng đang đợi chờ, trực chờ đó. Rồi bây giờ thì cô chắp tay lên đi, rồi tôi sẽ giúp cho cô đi về chùa đó cô tu. Biết rồi, tôi sẽ làm theo. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ rồi, thì kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, thì ngày hôm nay khi mà Lê Trung quay trở lại cái khu rừng Bạch Đằng này á, thì Lê Trung lại tiếp tục phát hiện được một cái vị vong linh. Ngày hôm nay thì cái vị vong linh này thì thật sự ra thì cũng có một cái chết, nó có thể gọi là mình không thể thương tiếc được. Nói chung là thương ở cái chỗ mà cái vị vong linh này là vất vưởng trên cái cõi ta bà này, chịu đói chịu khát thôi, chứ còn về cái chết thì nó thật sự ra thì mình không thương, mình không thương cũng bình thường. Tại vì cô này là cô đã làm sai đó, chứ không phải là cô đúng.
cổ chết thì cũng vì là cổ là cũng đang là mưu đồ để mà cứu cổ hại một cái ông chú đó. Thì như cái nhà mình biết rồi, thì khi mà bị hại rồi, cái người bị hại mà tới cái mức mà họ không thể nào mà họ kiềm chế được thì bắt buộc họ sẽ ra tay thôi đó. Nó nôm na là như vậy thôi. Bây giờ nói chung là cái nghiệp quán của họ thì nói chung cũng đã định hướng cho họ cái con đường để họ giải rồi, họ tu hiền tu lành để mà họ giải bỏ nghiệp quán của mình rồi. Còn vấn đề mà của cái cô này thì nói chung cũng không biết nói gì đó. Như cô kể thì cả nhà mình nghe rất là rõ nguyên nhân cái chết của cô ấy rồi, thì nói chung cũng không biết nói gì thêm đó. Thì cũng mong sao là khi cô ấy đi về chùa ráng tu hiền tu lành đó, ráng tu tâm dưỡng tánh của mình để giải bỏ đi cái nghiệp quán, rồi học thêm cái luật nhân quả, học thêm cái đạo lý lẽ sống để mà cố gắng có cái cuộc sống nó đúng nghĩa hơn, có cuộc sống nó tốt hơn ở cái kiếp tiếp theo khi mà được chuyển kiếp, không vì u mê tình cảm, rồi không có vì là u mê đến là cái tiền bạc để mà phải gây ra nhiều cái hối tiếc như ở cái kiếp này. Rồi thì đến đây Lê Trung cũng xin phép khép cái video lại như thế nha. Thì một lần nữa Lê Trung xin phép kính chúc cho toàn thể quý ông bà, cô chú anh chị, những người đang yêu thương nè, rồi những người đang theo dõi, những người đang đồng hành cùng với Lê Trung trong suốt cái thời gian qua có thật nhiều sức khỏe và bình an, đặc biệt là có thật nhiều may mắn trong cuộc sống như thế nha. Vậy Lê Trung xin kính chào và xin phép được hẹn gặp lại cả nhà mình ở video tiếp theo.